Mến chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình ha. Thì hôm nay là mình đang ở trong cái vườn bí hồ lô của mình nha các bạn. Thì như tiêu đề ngày hôm nay là mình sẽ là chia sẻ cho các bạn là cái cách bón thúc trái trên bí hồ lô nha các bạn ha. Vì có một bạn là cũng đã là hỏi mình là về cái vấn đề là rải phân cho bí ha. Thì hôm nay là mình có thời gian rảnh thì mình chia sẻ cho các bạn để các bạn có thể là tham khảo ha. Thì đối với cái dòng bí hồ lô này các bạn, thì cái thời gian thu hoạch của nó là tầm là 70 ngày ha. Thì cái thời gian mà để mà bón phân thúc cho bí các bạn là sau khi là mình cắt ngọn ở cái đợt 1 các bạn, là tầm khoảng là 7 ngày sau á, thì mình có thể mình tiến hành là mình rải phân cho nó ha. Và ở đây mình cũng đã rải phân cho nó rồi nha các bạn ha. Đây các bạn xem. Và cái phân mà mình rải cho nó các bạn là cái phân là 20-15 nha các bạn ha. Thì nếu như là bạn có tiền nữa thì các bạn có thể là kết hợp với là phân là canxi bo nha các bạn ha, và liều lượng là 73 hoặc là 82 ha. Là phân 20-15 á là 7 phần, còn canxi bo á là 2 phần hoặc là 3 phần nha mọi người ha. Thì ở đây á là mình chia sẻ cho các bạn là cái lượng phân là chuẩn để chúng ta bón ở trên cái dây bí ha, thì các bạn có thể là tham khảo. Còn trong trường hợp á các bạn mà một số dây bí của mình á mà nó bị yếu, có nghĩa là nó bị sâu bệnh nè, để mình kiếm đây các bạn, nó bị ảnh hưởng từ sâu bệnh như thế này ha, nè đó, thì chúng ta có thể là thêm cái phân là DAP nha các bạn ha, hoặc là cái phân là ure, chúng ta pha loãng cho nó một phần nhỏ thôi để cho nó tăng tốc nó bò nha các bạn ha. Đó, còn những cái dây bí mà nó bình thường như thế này nè các bạn, thì các bạn là lưu ý giúp mình ha, là chúng ta sẽ không bón cái phân là DAP cũng như là ure nha các bạn, vì nó sẽ ảnh hưởng đến cái dây bí khi là cái dây bí của mình á, mà nó ra bông như thế này nè, nó mà chuẩn bị mà nó ra trái đó thì nó sẽ bị rụng trái nha. Cái lý do các bạn là do là cái lượng đạm nó rất rất nhiều, nó cái lượng đạm nhiều á thì nó sẽ ảnh hưởng như ví dụ như là nó bị trái trái rễ nha. Nhưng mà trước khi mà nó trái rễ thì nó sẽ có biểu hiện như cái biểu hiện là trái rìa lá trước nha mọi người ha, rồi sau đó thì nó sẽ là trái rễ ha. Nó thì đây là cái phần mà bón phân cho bí nha các bạn ha, nó là cơ bản là vậy thôi. Thì hoặc là các bạn có thể sử dụng là cái phân là 16-16-8 ha, là vẫn được nha mọi người ha. Và mình lưu ý lại ha, là các bạn á là không nên bón cái phân DAP hoặc là cái phân ure cho bí của mình nha các bạn ha. Trong trường hợp là bí nó tốt nha mọi người ha, bí nó tốt rồi á thì chúng ta sẽ không có bón, chúng ta chỉ bón thêm trong cái khoảng cái khi mà cái cây bí của mình mà nó bị bệnh như thế này nè, nó bị vàng như thế này nè, thì chúng ta là mới thêm cái phân là ure hoặc là cái phân DAP nha. Nhưng mà cái liều lượng thì nó cũng rất là ít nha các bạn, chúng ta không có bón nhiều. Chủ yếu á là, nhưng mà tốt nhất cái phân á mà mình bón cho bí các bạn thì các bạn là nên bón cái phân là 20-15 ha, cái loại mà ba màu á nó cũng rất là tốt. Hoặc là các bạn không có tìm được cái loại ba màu thì các bạn có thể là sử dụng cái loại là một màu. Thì cái loại một màu thì nó có nhiều loại lắm, một là cái phân mà dạng màu đỏ đỏ như thế này nè, thì cái này là cái lượng mà kali nó sẽ nhiều hơn. Còn cái màu mà xanh xanh á thì cái lượng đạm thì nó sẽ cao hơn một tí, nó cái kiểu như vậy nha mọi người ha. Còn cái phân ba màu thì nó có vừa lân nè, là vừa có kali nè, vừa có đạm nè, thì cái phân đó thì nó rất là chuẩn luôn, tại vì nó hạ được cái độ pH nữa, tại vì trong đó là nó có cái lân nha mọi người ha. Đó thì cái đó là mình chia sẻ cho bạn về cái cách là bón phân cũng như là cái kinh nghiệm riêng của mình thôi. Thì các bạn là nên áp dụng trên một vài dây của các bạn ha. Thì nếu như là các bạn mà thấy nó hợp lý á, các bạn mua khoảng 1-2 kg các bạn áp dụng trên trước một vài dây thôi, bạn thấy nó hiệu quả thì các bạn hãy áp dụng cho nguyên vườn ha. Ở đây là mình chỉ chia sẻ cho bà con là có thể là tham khảo thôi, tại vì mình cũng đang trồng bí cũng như là mình đã rải phân rồi nè. Đó, ở đây là mình rải cái loại phân là một màu ha, mình thấy nó cũng tương đối tốt rồi, nên mình cũng chưa có rải thêm cái phần canxi bo nữa, tại vì lúc rải các bạn thì mình chia sẻ cái video này là ở trong mùa dịch đó, thì cái giá bí nó cũng bấp bênh lắm, nó tầm chỉ có là 5.000 kg thôi. Còn trước cái thời điểm mà mình trồng cái giống mà đồng tiền vàng á thì giá bí nó có thể lên là tới 10.000 kg luôn các bạn. Nó thì đợt này thì giá bí nó rẻ nên mình cũng hạn chế phân lại, mình chủ yếu là mình bón cho nó cơ bản thôi. Thì như đợt này thì mình chia sẻ cho các bạn là trong những video trước đó là mình
bón cái phần mình trồng cái giống là Hưng Nông 368 ha. Cái giống này thì nó kháng bệnh dở quá, nhưng mà lỡ trồng thì chịu thôi các bạn. Chủ yếu mình cũng hay xịt bọ trĩ nhưng mà nó cũng còn ảnh hưởng nè, nó bị vàng lá nè, trái rìa lá nè nó. Nhưng mà đợt này được một cái là nó không có bị sương mai nha các bạn ha. Nếu mà sương mai này nọ thì mình phải mua những cái loại thuốc như Max Hero á, mà xịt nó cũng hiệu quả lắm. Và mình cũng có giới thiệu cho các bạn một số loại thuốc để mà xịt phòng trong những video trước. Và trong video này thì mình cũng có để link ở dưới cái đường mô tả hoặc là ở trong cái phần bình luận đó. Thì các bạn có thể vào các bạn mua ha, trực tiếp tại là Shopee luôn. Đây các bạn, đây mình cũng đã vô phân cho nó nè. Thì mỗi gốc như vậy là mình bón nó tầm khoảng là 0.5 lạng ha. Là nửa lạng cho một gốc các bạn, không có bón nhiều các bạn. Mình bón vừa vừa thôi, mình tại vì mình còn bón nữa mà. Thì các bạn lưu ý ha, thì phân á mình chỉ bón sau khi là mình cắt ngọn nó được là 7 ngày ha. Là mình tiến hành là mình bón phân cho nó là được rồi. Đây các bạn, đây mình cũng bấm ngọn rồi nè. Hình như video trước có chia sẻ cho bạn bấm ngọn là bạn phải chừa ra cái một khúc như thế này nha. Ăn cho những cái chèo á nó mọc ra, chứ mà bạn bấm mà sát quá là nó sẽ bị thú vô nè, nó chảy mũ, nó bị thúc vô á, thành ra là nó sẽ bị ảnh hưởng tới những cái chèo. Và cũng có một số là anh chị là hỏi mình là cái thời điểm này là có trồng bí được hay không, thì là mình nói là được nha. Thì các anh chị có thể là trồng ha, đó là mình chia sẻ cho các anh chị như vậy luôn. Tại vì mình có một video là chia sẻ về cái thời vụ của nó đó, thì các bạn có thể là xem lại cái video đó ha. Nhưng mà thời điểm này thì anh chị cũng có thể là trồng bí được nha. Ở đây để chia sẻ cho mọi người vậy về cái cách trồng bí nha. Đó. Đây mọi người xem sơ ha, về cái khoảng cách trồng là ở đây mình trồng là khoảng là 5 tấc đến 6 tấc cho một gốc nha mọi người ha. Bây giờ mình sẽ đi quay cho các bạn xem một cái khu vườn khác của mình để cho các bạn xem nha. Đây các bạn, thì đây là cái khu vườn khác của mình nha mọi người ha. Thì mình cũng trồng nha mọi người. Đây thì cũng có một số dây nó bị ảnh hưởng từ bệnh đó. Trái địa lá là vàng lá mình lum nè, nó. Nhưng mà ít quá thì mình cũng không có xịt nhiều nữa các bạn. Thì mình chủ yếu là mình xịt định kỳ năm cái loại thuốc mà mình hay chia sẻ cho các bạn á, đó là Max Hero nè, Cariotop nè, Ridomin nè, Aliot nè và Antracon ha. Thì nếu như mà nó bị vàng lá nặng quá hoặc trái lá này nọ thì mình sẽ kết hợp những cái loại thuốc đó để mình cộng luôn. Nhưng mà tốt nhất thì các bạn nên xịt riêng lẻ ha. Tại vì mình cộng nhiều quá thì mình sẽ tốn tiền nha mọi người ha. Gói thuốc giờ cũng mấy chục ngàn đến cả trăm ngàn nha các bạn, chứ không rẻ nha. Mà bí thì thời điểm này mình chia sẻ các bạn chỉ có 5 ngàn thôi. Giá bèo quá. Công cán này nọ làm vất vả mà cũng không có lợi nhiều nha mọi người ha. Do dịch á, ảnh hưởng của dịch nha mọi người. Cái này nè, dây bí này bữa trước là nó thúng lá lại luôn, nay mình xịt nó cũng đỡ đỡ nha mọi người ha. Nó cũng đỡ đỡ rồi. Bí của mình nay thì nó cũng bắt đầu là nó ra chèo rồi. Và cũng đã bón phân cho nó rồi. Đợi bữa nữa là nó cái những cái chèo mà nó lấy trái các bạn. Thì mình sẽ quay cái video về cái mình cắt ngọn cái đợt 2 cho các bạn xem ha. Và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà hạn chế mà nó rụng trái cao nhất ha. Nhưng mà cái một trong những cái nguyên nhân mà rụng trái cao nhất đó là do mình đi phân nó quá đậm về cái phần phân ure cũng như là cái phân là DAP nha mọi người ha. Thì mọi người lưu ý giúp mình ha, hạn chế đi đạm nhiều, chúng ta chỉ bón cái phân 20-15 thôi, cộng với thằng canxi bo thôi, liều lượng là 73, vậy là hợp lý nha. Không có nên là có tiền, đừng nghĩ có tiền rồi mình đi phân nhiều là nó tốt, nó không tốt đâu nha mọi người ha. Rồi thì video ngày hôm nay quay tới đây thôi nha. Mình xin được mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp của mình.